quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2018-2023, bên cạnh việc xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phóng sự được thực hiện nhân đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 10 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9. 5 năm qua, nhằm hỗ trợ hội viên từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho phong trào phát triển, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 850 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho gần 200.000 lượt hội viên, ký kết với nhiều doanh nghiệp cung ứng cho nông dân trên 8.600 tấn phân bón theo hình thức trả chậm. Đồng thời, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho trên 33.000 hộ vay gần 3.780 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh và tạo việc làm. Hàng năm trên địa bàn huyện trung bình có từ 61 đến 63% số hội viên nông dân đăng ký đã đạt danh hiệu hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xuất hiện hàng trăm hộ ở nông dân có mức thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng trở lên. Cá biệt có hộ có mức thu nhập trên 10 tỷ đồng một năm. Được sự quan tâm của huyện hội cũng như là tỉnh hội, trong những cái thời gian mà khi tôi còn khó khăn thì cũng tạo điều kiện hướng dẫn tôi để tôi có khả năng huy động nguồn vốn. Hiện tại thì của tôi trên diện tích là khoảng độ 3 hecta sản xuất cây cảnh cao cấp. Tôi đi sâu vào cái tùng Na Hạn và cây thông Nhật Bản, tức là những cây có thu nhập cao và những cây này nó được cái nào nó trường tồn, không phải cây chợ thời. 300 cây là vừa thông vừa tùng, bây giờ nó cũng lên đến hàng vài chục tỷ. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm từ năm 2020 đến nay, các cấp hội nông dân còn phối hợp với ngành nông nghiệp tuyên truyền vận động hội viên sản xuất chế biến các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương, tham gia đăng ký xây dựng thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 157 sản phẩm đạt 3 sao, 42 sản phẩm đạt 4 sao. Thực hiện phong trào mỗi xã một sản phẩm OCOP do các cấp hội nông dân phát động, công ty Hoàng Minh Châu Nghiên chúng tôi hiện tại có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và một sản phẩm đang được để tỉnh đề cử 5 sao. Khi thực hiện cái sản phẩm OCOP này thì cái tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là cái xuất khẩu có những cái thuận lợi. Một năm chúng tôi xuất là gần 100 tấn bột nghệ sang thị trường Nhật Bản. Ở châu Âu hiện tại là chúng tôi mới đang xuất cái nghệ tươi khoảng 6-70 tấn nghệ một năm. Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm trung bình toàn tỉnh có trên 112.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã có 60.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã có 1.700 hội viên được giúp đỡ thoát nghèo, góp phần làm giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022 xuống còn 1,93%, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.